Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2019, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Quảng Bình có hai sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2019. Các hồ nuôi trồng thủy sản ở Ba Đồn gặp khó khăn do mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, ngày 13 tháng 9, Huyện ủy Minh Hóa đã tổ chức hội nghị cán bộ cột cán toàn huyện nghiên cứu quán triệt chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chỉ thị 35 CTTU của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Lãnh đạo Huyện ủy Minh Hóa cũng yêu cầu sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện ủy, bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung của chỉ thị tại đảng bộ địa phương đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu nội dung đề ra. Hôm qua, ngày 13 tháng 9, Ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Ban Bí thư Bộ Chính trị khóa 12. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Ban Bí thư Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả học tập nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Về nâng cao hiệu quả quản lý khai thác sử dụng và phát huy cả nguồn lực của nền kinh tế. Thông qua hội nghị học tập nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên về tư tưởng chính trị, đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện từ diễn biến từ chuyển hóa trong nội bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhân dịp Tết Trung thu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể thành phố Đồng Hới đã đến thăm, tặng quà một số trường mầm non, cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Đồng Hới chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui tươi đầm ấm, mong các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ và thầy cô giáo, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Lãnh đạo thành phố cũng mong muốn cấp ủy chính quyền các xã phương, tổ chức đoàn thể, đơn vị trường học quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất. Trong đó đặc biệt quan tâm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc diện gia đình chính sách, nhằm động viên các em vươn lên trong học tập và rèn luyện tốt. Lãnh đạo huyện Lệ Thủy cũng vừa tổ chức đến thăm và tặng quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại các trường mầm non và trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã động viên thăm hỏi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi, đồng thời mong muốn các cháu nỗ lực thật nhiều để thi đua học tốt, chăm ngoan, vâng lời ông bà bố mẹ và thầy cô giáo. Dịp này, huyện Lệ Thủy đã tặng quà cho các trường học ở khu vực miền núi và vùng biển trên địa bàn huyện với mong muốn tất cả các cháu đều được đón một Tết Trung thu vui vẻ, hạnh phúc. Lãnh đạo huyện Quảng Ninh cũng vừa tổ chức thăm tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn huyện. Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã chúc mừng tặng quà và cùng vui Trung thu với thiếu niên nhi đồng, nhằm động viên khuyến khích các em cố gắng vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Các thôn bản tiểu khu, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Quảng Ninh cũng tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu và tặng quà cho thiếu niên nhi đồng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ tương lai của đất nước. Tối ngày 13 tháng 9, Huyện đoàn Quảng Trạch phối hợp với Đoàn xã Quảng Đông tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2019 với chủ đề Ảnh trăng miền biển cho các em thiếu nhi xã Quảng Đông. Dịp này, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, Ban Quản lý Nhiệt điện 2, Đồn Biên phòng Ron đã đồng hành cùng Huyện đoàn Quảng Trạch tặng 750 phần quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn và khen thưởng 34 em học sinh vượt khó học giỏi. Chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2019 đã tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi thôn Vĩnh Sơn, tạo động lực cho các em phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Tối ngày 13 tháng 9,
Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Bình tổ chức chương trình Tết Trung thu phần trăng yêu thương cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại trung tâm. Nhân dịp này, nhiều cơ quan ban ngành của tỉnh và các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, Ủy ban Mặt trận thành phố Đồng Hới, các nhóm từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện và các nhà hảo tâm đã đến thăm và trao tặng hơn 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà gồm đồ dùng học tập, bánh kẹo, sữa, cặp sách, nhu yếu phẩm. Đây là nguồn động viên tinh thần giúp cho các cháu thiếu nhi có thêm nghị lực, cố gắng học tập rèn luyện, vươn lên hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội. Hôm qua, ngày 13 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh và Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ ra mắt đội tình nguyện sơ cấp cứu tai nạn giao thông và tổ chức chương trình khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đội tình nguyện sơ cấp cứu tai nạn giao thông tại xã Mai Hóa có 25 tình nguyện viên tham gia, là lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ, cán bộ y tế, các tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Đội tình nguyện có nhiệm vụ giúp đỡ sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên tuyến đường 12A qua địa phận xã Mai Hóa và một số xã lân cận, tuyên truyền phổ biến chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn. Trước đó, các tình nguyện viên đã được tập huấn kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông, được tặng túi cứu thương và thẻ chứng nhận hoạt động. Cũng trong dịp này, được sự hỗ trợ của Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup thông qua Hội Chữ thập đỏ, đội ngũ y bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã tổ chức thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Mai Hóa. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế đã tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước nhằm thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào các khu công nghiệp, khu kinh tế. Riêng trong quý 3 năm 2019, tại các khu kinh tế, khu công nghiệp đã cấp chủ trương đầu tư cho 3 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký là 397 tỷ đồng, gồm dự án xây dựng nhà máy sản xuất năng lượng mặt trời tại khu kinh tế Hòn La, dự án khai thác mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, dự án khu sinh thái Green Palm Resort với tổng mức 164 tỷ đồng tại khu kinh tế Hòn La. Tính đến nay, trong khu kinh tế, khu công nghiệp đã thu hút được 128 dự án với tổng mức đăng ký đầu tư 50,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng mức đăng ký là 18,2 triệu USD. Chương trình lễ tôn vinh trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 18 tháng 9 tại Hà Nội. Quảng Bình vinh dự có 2 sản phẩm được công nhận. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương, cả nước có 110 sản phẩm. Bộ sản phẩm được tôn vinh hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2019, trong đó có 54 sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, 19 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 18 sản phẩm về thiết bị máy móc, công cụ và phụ tùng cơ khí, và 19 sản phẩm khác. Tại bình chọn lần này, Quảng Bình có 2 sản phẩm được công nhận, đó là bột bánh lọc Long Giang của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh và phân hữu cơ vi sinh Sông Danh của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Danh. Trong thời gian qua, sản xuất ngành lâm nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá và tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Công tác trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ đang được các địa phương triển khai đúng kế hoạch. Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng được kiểm soát chặt chẽ. Theo đó, trong tháng 8, các chủ rừng và bà con nhân dân đã đẩy mạnh khai thác gỗ từ rừng trồng, sản lượng ước đạt trên 62.000 mét khối. 8 tháng năm 2019, tổng sản lượng khai thác đạt trên 300.000 mét khối, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, cả đơn vị chủ rừng và bà con nhân dân đang chuẩn bị triển khai công tác trồng rừng. Tính chung trong 8 tháng, diện tích rừng trồng mới đạt trên 1.195 ha, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng nhu cầu giống cây lâm nghiệp cho các chủ rừng, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp Trường Xuân, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch đang tập trung chuẩn bị các loại cây giống phục vụ nhu cầu bà con trồng rừng. Nhờ thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật từ công đoạn ươm hạt làm đất đến tỉa cành, đồng bâu, nên các loài cây giống của hợp tác xã luôn sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo chất lượng. Bình quân mỗi năm, hợp tác xã xuất bán được khoảng 250 vạn cây giống, cung cấp cho thị trường các địa phương trong tỉnh và tỉnh Hà Tĩnh, xuất bán sang nước bạn Lào. Hợp tác xã đã tạo công việc làm ổn định cho 18 xã viên và 15 lao động địa phương với mức thu nhập mỗi tháng từ 3 đến 4 triệu đồng một người. Nghề ươm cây giống lâm nghiệp từ lâu đã trở thành nghề chính, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân của xã Quảng Trường. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho trên 1.200 lượt hội viên nông dân vay vốn với số tiền trên 53 tỷ đồng,
đưa bình quân vay vốn trên 43 triệu đồng một hộ vay. Trong thời gian qua, hội nông dân từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, hội nông dân huyện tập trung việc khai thác các nguồn lực và chính sách hỗ trợ của nhà nước cho các hội viên. Đến nay, tổng dư nợ do hội nông dân huyện quản lý là trên 241 tỷ đồng với trên 5.300 hộ vay, bình quân dư nợ 45,5 triệu đồng một hộ, dư nợ tăng 6,1 tỷ đồng so với đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, đợt bão và mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho các hộ nuôi trồng thủy sản ở thị xã Ba Đồn. Mặc dù các hộ nuôi đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai, tuy nhiên thiệt hại của các hộ nuôi trồng thủy sản ở đây ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Ông Hoàng Hương ở thôn Cồn Sải, xã Quảng Lộc có 8 lồng cá nuôi. Sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, 6 trên 8 lồng với khoảng 5.000 con cá các loài của ông đã bị chết. Hai lồng cá còn lại đang được gia đình nỗ lực dùng các biện pháp kỹ thuật để khắc phục. Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót cũng không cao. Mưa lũ kéo dài, như coi như là sóng cơn bão thì tiếp tục mưa kéo dài quá, lũ ập đến thì như cá bị thiên tai chết hết rồi, thiệt hại quá lớn. Còn mấy lông cá còn sống thì bà con người thì dắt về ở sâu câu rồi để chăm sóc, để mấy gì cũng cứu vớt được một được đồng nào. Không chỉ riêng ông Hương, gần 120 lồng cá của 60 hộ nuôi ở thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc cũng bị thiệt hại nặng nề do đợt bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn dài ngày vừa qua tại địa bàn. Năm nay, mưa lũ đến sớm nên cá lồng của tất cả các hộ nuôi chưa kịp cho thu hoạch đã bị chết. Bình thường, giá bán mỗi kg cá khoảng từ 80 đến hơn 100 nghìn đồng một kg tùy loại. Tuy nhiên do mưa lũ, cá chết nên bà con phải bán gấp cho thương lái với giá từ 20 đến 40 nghìn đồng một kg. Hiện tại như thì đang còn là tập trung vô là khắc phục những cái lồng còn lại để mà bảo quản những cái lồng còn lại, những con cá còn lại rồi tiếp tục là chăm sóc rồi nuôi trồng. Phía địa phương rồi phía thôn cũng đang còn cố gắng là kêu gọi cả cái mạnh thường quân rồi là các ban ngành đoàn thể thì giúp đỡ cho bà con mình một phần nào đó, và đặc biệt là trong chuẩn bị giống mùa vụ sắp tới. Theo thống kê, toàn thị xã Ba Đồn có trên 450 lồng cá bị thiệt hại, tập trung ở xã Quảng Lộc, Quảng Minh và phường Quảng Thuận, ước tính thiệt hại trên 17 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thị xã đã và đang chỉ đạo các địa phương và các hộ nuôi thống kê thiệt hại đối với những lồng cá đã chết để có phương án hỗ trợ. Đối với các lồng cá còn có thể duy trì được, địa phương cũng đang hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc, đồng thời gia cố lại các lồng nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho các hộ nuôi trồng. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 14 tháng 9, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm 64 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 67 đến 92%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm 64 đến 96%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 66 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm 66 đến 87%. Khu vực thị trấn Quảng Hào mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm 65 đến 85%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm 66 đến 86%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4.